Nhiều bà bầu lầm tưởng rằng việc ăn hoa quả trái cây làm tăng đường huyết nên đã loại bỏ thực phẩm này khỏi chế độ dinh dưỡng của mình. Đây là một trong những quan niệm sai lầm hoàn toàn về việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng cho người tiểu đường. Mặc dù trái cây nhiều đường tự nhiên, nhưng nó là thực phẩm vô cùng cần thiết, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa có lợi. Sau đây là những lưu ý khi ăn trái cây mà bà bầu nên biết. 1. Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ chỉ có thể ăn một số loại quả nhất định. Đây là một quan niệm sai lầm mà nhiều người mắc phải. Thực tế là bà bầu khi bị tiểu đường thai kỳ có thể ăn tất cả các loại trái cây nhưng với số lượng hạn chế. Vì trái cây cung cấp nước, đường, chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, chất khoáng canxi, magie, kali đều rất tốt cho cơ thể. 2. Nên ăn những loại trái cây nào? Các loại trái cây có chỉ số đường thấp GI có thể là lựa chọn tốt như là táo, cam, dâu tây, chanh, mận, một số loại trái cây như là nho, xoài, chuối, mãng cầu, sầu riêng, mít, vải, nhãn có thể được ăn nhưng với số lượng hạn chế 1 hoặc 2 lát vì chúng có hàm lượng đường cao. Các loại trái cây chua như bưởi, cam, chanh, ổi táo có thể ăn với số lượng nhiều hơn. 3. Có nên uống nước ép trái cây? Các loại nước ép trái cây không phải thức uống lý tưởng cho bà bầu đang bị tiểu đường thai kỳ. Nước trái cây là một trong những nguyên nhân làm lượng đường trong máu tăng đột ngột. Việc nhai hay ăn bằng miệng làm cơ thể hấp thụ dần lượng đường đưa vào. Nếu có sự gia tăng hàm lượng đường, nó cũng diễn ra chậm hơn. Ngoài ra, việc ăn hoa quả còn làm tăng hàm lượng chất xơ cho cơ thể, giúp chống táo bón, giảm mỡ máu. 4. Nên ăn trái cây khi nào? Các mẹ bầu ăn trái cây ngay sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối có thể làm gia tăng lượng đường trong máu. Phải có khoảng cách ít nhất 2 giờ sau bữa ăn mới nên dùng trái cây. Ăn trái cây lúc này sẽ không làm đường huyết bị tăng đột ngột. Thời gian lý tưởng để ăn trái cây là giữa buổi sáng, khoảng 11 giờ sáng hoặc vào lúc buổi tối lúc 5 giờ chiều. 5. Những lưu ý khi ăn trái cây. Không ăn nhiều một loại trái cây nhất định nên ăn đa dạng. Hạn chế ăn trái cây khô, đóng hộp. Ăn trái cây xa các bữa ăn chính nhưng không được thay thế cho bữa ăn chính. Nên ăn trái cây cả quả, không ăn bằng cách ép nước. Phía trên là những lưu ý dành cho mẹ bầu đang bị tiểu đường thai kỳ nhưng chưa biết ăn trái cây thế nào cho đúng cách. Để vừa kiểm soát được lượng đường và vừa đảm bảo hấp thụ dưỡng chất đầy đủ trong thai kỳ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!